Lũ dê cũng là thời điểm mua bán chuột đồng sôi động nhất tại các chợ đầu mối đồng bằng sông Cửu Long. Chợ Bình Long, huyện Châu Phú, khoảng 23 giờ mỗi đêm, hàng tấn chuột đồng được các thương lái tập kết, thu mua, chở đi phân phối khắp các tỉnh thành. Dân ở đây đi vô chuột đồng đặt á, mặn lúa vụ ba rồi đó. Nó nào cắt lúa người ta đặt. Năm nay nó mắc hơn mỗi năm. Mỗi năm thì nó có 60, năm 60. Giờ là nó là 70 ngàn. Chợ Trường Xuân, chợ đầu mối thu mua cá đồng nổi tiếng Đồng Tháp 10, mùa này cũng là nơi tiêu thụ số lượng lớn chuột đồng. Tất cả được nông dân đánh bắt trong các cánh đồng lân cận, thậm chí do thương lái thu gom từ các cánh đồng ngập lũ phía nước bạn Campuchia chuyển về, một phần để cung cấp cho các hàng quán và người dân tiêu thụ tại chỗ, số lớn chuyển bán khắp các tỉnh miền Tây và khu vực miền Đông Nam Bộ. Mùa nước thì nói chung nó trong vòng ở đây thì nó nhiều khoảng tháng à. Thường thường ở đây thì tôi bán ngày cũng 40-50 kg vậy đó. Chuột năm nay ít hơn mỗi năm. Mỗi năm chuột nhiều lắm. Mùa nước nổi, chuột thường gom lên các gò cao để sống. Việc săn bắt rất dễ và số lượng cũng nhiều hơn. Mỗi ngày, thợ săn từ các cánh đồng miền Tây cung cấp cho thương lái hàng tấn chuột các loại. Chuột mùa này được tiêu thụ mạnh bởi thịt béo, thơm ngon do ăn nhiều cua ốc và lúa đồng.